xuất hiện clip nghệ sĩ Hoài Linh xuống sắc gió và nói, không ai muốn sống ẩn dật, sẽ làm lại nghề, nhưng thực hư ra sao? Giữa ồn ào từ thiện, netizen đang truyền tay nhau một đoạn clip có sự xuất hiện của NS Hoài Linh. Năm 2021, sao cây có lẽ là từ khóa hot nhất khi hàng loạt nghệ sĩ đỉnh đám hàng đầu Vbiz như Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên đều vướng phải lùm xùm sao kê từ thiện. Đặc biệt, việc nghệ sĩ Hoài Linh chậm trễ giải ngân tiền quyên góp hỗ trợ miền Trung suốt 6 tháng đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Từ đó đến nay, nghệ sĩ Hoài Linh chưa một lần xuất hiện trước công chúng. Cho tới mới đây, trên mạng xã hội bỗng dưng lan truyền đoạn clip NS Hoài Linh nói về cuộc sống ẩn dật của mình và tuyên bố chắc chắn sẽ quay trở lại. Nam danh hài trông xuống sắc hơn nhiều, làn da đen và mái tóc điểm nhiều sợi bạc. Trong clip, nghệ sĩ Hoài Linh cho biết, làm nghệ sĩ không ai mong muốn phải ẩn dật như thế này đâu. Chắc chắn là anh sẽ làm lại bởi nghề này là nghề của ơn trên cho mình mà. Mình còn nói được mình còn làm được. Nam danh hài tuyên bố sẽ quay trở lại. Lâu lắm không thấy NS Hoài Linh xuất hiện, dưới phần bình luận. Nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên tinh thần ông. Tuy nhiên, không ít khán giả vẫn tỏ ra bức xúc, thẳng thắn công kích NS Hoài Linh sau lùm xùm từ thiện. Thế nhưng sự thật là gì? Trên thực tế, đoạn clip trên đã được ghi hình từ lâu, trước khi lùm xùm Hoài Linh và hơn 14 tỷ đồng từ thiện nổ ra. Bởi vậy, hiện khán giả nên thật sự tỉnh táo khi tiếp nhận những luồng thông tin trên mạng xã hội. Nhiều kẻ xấu đã cố tình sử dụng của các nghệ sĩ, cắt ghép clip chỉ để câu like câu view. Nghệ sĩ Hoài Linh chưa từng xuất hiện sau khi lên tiếng xin lỗi khán giả và giải ngân nhanh chóng hơn 14 tỷ đồng từ thiện. Khán giả rất quan tâm về cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ. Chuyên gia, hiến kế, cách duy nhất để Trấn Thành, Hoài Linh cứu vãn sự nghiệp sau lùm xùm từ thiện. Trong video phân tích câu chuyện từ thiện của Trấn Thành, Hoài Linh, tiến sĩ Vũ Thế Dũng đã đưa ra cách giải quyết giúp hai nghệ sĩ bảo vệ thanh danh. Trong lúc câu chuyện từ thiện của giới nghệ sĩ nóng trở lại, dư luận cũng tìm hiểu thêm ý kiến của các chuyên gia, người nổi tiếng. Cách đây 3 tháng, tiến sĩ Vũ Thế Dũng nguyên phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh từng bàn về ồn ào của Trấn Thành và Hoài Linh cũng vì quyên góp giúp người khác. Là chuyên gia nổi tiếng về marketing và kinh doanh quốc tế, cách nói của ông Vũ Thế Dũng đã thuyết phục được nhiều người. Theo đó, vị tiến sĩ này bàn về phát ngôn của Hoài Linh, nếu phải đánh đổi sự nghiệp 30 năm của mình với mười mấy tỷ, theo quý vị có nên hay không? Phía còn lại, Trấn Thành thì tuyên bố nghệ sĩ không dám ăn tiền từ thiện vì bản thân đủ sức kiếm tiền, nuôi sống bản thân. Theo ông Dũng, cả hai cách phát biểu này đều không sai. Trên thực tế người nổi tiếng không ai đánh đổi thanh danh hàng chục năm gây dựng chỉ vì số tiền từ thiện vài tỷ đồng. Nhưng đặt trong bối cảnh cả Hoài Linh và Trấn Thành đều đang bị chỉ trích thì lại khác. Cả hai nghệ sĩ này đều đang nhận một số tiền và ủy thác rất lớn từ cộng đồng. Và công chúng đang hỏi tại sao họ sử dụng nó không có hiệu quả, không đúng đắn. Lúc này, hai nghệ sĩ phải đưa các bằng chứng ra để giải thích lại cho công chúng, không thể lôi sự nghiệp của mình ra để khẳng định được, nguyên phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh nói. Chấm than. Cũng vì vậy mà ông Vũ Thế Dũng cho rằng lời nói của cả hai nghệ sĩ đều là chưa dám nhìn thẳng vào vấn đề. Vị tiến sĩ còn tuyên bố thẳng, chỉ những trường hợp lừa đảo mới thường xuyên nói nhà họ giàu lắm, nhiều tiền lắm nên không có chuyện ăn trộm số tiền này, ăn chặn số tiền kia. Tiến sĩ Vũ Thế Dũng vẫn nghĩ Hoài Linh và Trấn Thành không ngụy biện mà chỉ đang ngộ biện, không biết bản thân mình nói sai. Ông đưa ra lời khuyên để hai nghệ sĩ giải quyết rắc rối lớn này, hai bạn phải minh bạch. Minh bạch là cách duy nhất để bảo vệ thanh danh nghệ sĩ. Nó có giá trị hơn 1.000 lời nói. Hiện dư luận đang chia sẻ lại clip tiến sĩ Vũ Thế Dũng bàn về Hoài Linh, Trấn Thành. Rất nhiều người đồng tình quan điểm của ông, hy vọng các nghệ sĩ sẽ đòi lại hình ảnh, bảo vệ danh tiếng của mình bằng cách công khai minh bạch. TS Vũ Thế Dũng, Trấn Thành và Hoài Linh không phải ngụy biện mà là ngộ biện, tức là nói sai mà không biết mình nói sai thì gọi là ngộ. Những chia sẻ của tiến sĩ Vũ Thế Dũng về chuyện từ thiện của loạt nghệ sĩ bất ngờ hot trở lại trong thời gian gần đây. Suốt thời gian loạt nghệ sĩ Vbiz vướng phải ồn ào về chuyện từ thiện, những chia sẻ của tiến sĩ Vũ Thế Dũng bất ngờ hot trở lại. Vào ngày 27 tháng 5,
nguyên phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chia sẻ quan điểm của mình về Trấn Thành và Hoài Linh. Xuất hiện bài ca sao kê hút triệu view chưa đầy một ngày, Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng còn song ca với nhau. Theo đó, tiến sĩ Vũ Thế Dũng đã trích lại những câu nói về chuyện làm từ thiện của Hoài Linh và Trấn Thành. Vị tiến sĩ cho rằng cả hai đều không sai trong cách suy nghĩ nhưng ở bối cảnh khi ấy, cả Trấn Thành và Hoài Linh có lẽ nên đưa ra các bằng chứng xác thực thay vì lôi sự nghiệp ra để biện minh. Trong bối cảnh này, tôi nhận định hai nghệ sĩ đang ngộ biện, chứ chưa dám nói rằng họ ngụy biện. Ai thường hay nói nhà em giàu lắm, nhà em 3,4 căn nhà lầu thế kia, em đâu có lấy cái tiền này làm gì. Các bạn nghĩ xem, những trường hợp lừa đảo mới thường xuyên nói như thế. Vị tiến sĩ này gửi lời khuyên cho Trấn Thành và Hoài Linh, tôi nói Trấn Thành và Hoài Linh thì không phải ngụy biện mà là ngộ biện, tức là nói sai mà không biết mình nói sai thì gọi là ngộ, nói sai mà biết mình nói sai thì là ngụy biện. Ở đây tôi có lời khuyên thế này, tại sao mọi người lại nói rằng phải minh bạch? Vì minh bạch là cách duy nhất để bảo vệ thanh danh của mình. Nó có giá trị hơn 1.000 lời nói. Tiến sĩ Vũ Thế Dũng đưa ra lời khuyên cho Trấn Thành và Hoài Linh trong việc từ thiện. Tiến sĩ Vũ Thế Dũng là nguyên phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Sau loạt ồn ào về từ thiện, NS Hoài Linh không có bất kỳ động thái nào đặc biệt trên mạng xã hội. Về phía của Trấn Thành, trước đó nam MC cũng đã công khai ủy nhiệm chi gửi tiền cho mẹ Hồ Ngọc Hà hoàn thành chuyện từ thiện. Tuy nhiên gần đây khi bị gọi tên trở lại, Trấn Thành âm thầm khóa bình luận fanpage 18 triệu người theo dõi, chưa có động thái gì thêm. Xuất hiện clip nghệ sĩ Hoài Linh xuống sắc rõ và nói, không ai muốn sống ẩn dật, sẽ làm lại nghề, nhưng thực hư ra sao? Giữa ồn ào từ thiện, netizen đang truyền tay nhau một đoạn clip có sự xuất hiện của NS Hoài Linh. Năm 2021, sao kê có lẽ là từ khóa hot nhất khi hàng loạt nghệ sĩ đình đám hàng đầu V-biz như Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên đều vướng phải lùm xùm sao kê từ thiện. Đặc biệt, việc nghệ sĩ Hoài Linh chậm trễ giải ngân tiền quyên góp hỗ trợ miền Trung suốt 6 tháng đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Từ đó đến nay, nghệ sĩ Hoài Linh chưa một lần xuất hiện trước công chúng. Cho tới mới đây, trên mạng xã hội bỗng dưng lan truyền đoạn clip NS Hoài Linh nói về cuộc sống ẩn dật của mình và tuyên bố chắc chắn sẽ quay trở lại. Nam danh hài trông xuống sắc hơn nhiều, làn da đen và mái tóc điểm nhiều sợi bạc. Trong clip, nghệ sĩ Hoài Linh cho biết, làm nghệ sĩ không ai mong muốn phải ẩn dật như thế này đâu. Chắc chắn là anh sẽ làm lại bởi nghề này là nghề của ơn trên cho mình mà. Mình còn nói được mình còn làm được. Nam danh hài tuyên bố sẽ quay trở lại. Lâu lắm không thấy NS Hoài Linh xuất hiện. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên tinh thần ông. Tuy nhiên, không ít khán giả vẫn tỏ ra bức xúc, thẳng thắn công kích NS Hoài Linh sau lùm xùm từ thiện. Thế nhưng sự thật là gì? Trên thực tế, đoạn clip trên đã được ghi hình từ lâu, trước khi lùm xùm Hoài Linh và hơn 14 tỷ đồng từ thiện nổ ra. Bởi vậy, hiện khán giả nên thật sự tỉnh táo khi tiếp nhận những luồng thông tin trên mạng xã hội. Nhiều kẻ xấu đã cố tình sử dụng của các nghệ sĩ, cắt ghép clip chỉ để câu like câu view. Nghệ sĩ Hoài Linh chưa từng xuất hiện sau khi lên tiếng xin lỗi khán giả và giải ngân nhanh chóng hơn 14 tỷ đồng từ thiện. Khán giả rất quan tâm về cuộc sống.